bày xem cần để thay sang cái bộ phận gì. Có không? Hiện tại con người cứ hay khóc. Hay khóc. Cứ hay chạy đi chỗ. Cái gì linh tinh? Cứ hay nói linh tinh. À, hay khóc còn nói linh tinh. Bị từ lâu chưa? Con bị từ năm nay sang năm thứ ba rồi. Ba năm rồi. Quê ở đâu? Ở Đông Anh. Huyện gì? À, xã gì? Đông Anh, xã Bắc Hồng. Thì đến trong sự đứng nhà thầy xem thức cho con xem. Không có tờ sinh của mình hả? Không. Giờ sinh thì lại không nhớ. Không nhớ giờ. Chỉ có nhớ ngày thôi, không nhớ giờ. Thế trong 3 năm trước có người nào mất không? Nhà mình có bà nào? Không, không. Ông nào? Không có ông. Lâu nay không có người mất trong họ. Trong họ có mất. Trong họ thì có 2 người chết trẻ. Vợ chú ạ. Tuấn, Tuấn nhà bà Lập Đán. Họ chồng nhà mình chứ họ chưa. Họ chồng hả? Đâu mẹ. Nói về họ là họ ấy. Như là họ nhà mẹ thôi. Họ nhà chồng ấy. Họ nhà chồng. Còn họ mẹ họ ngoại thôi. Ngoại có chết trẻ. Họ ngoại thì có. Họ nhà chồng thì không có. Mà con cứ đi các viện tuần trả thì đỡ thì cả mọi người con hiện tại là nó cứ chóng mặt suốt ngày. Cứ suốt ngày chóng mặt, ba năm đây là cứ chóng mặt. Lúc nào cũng bông biêng chóng mặt. Con cứ tự kinh. Lấy kia lấy cửa này. Chắc nó sẽ đỡ phá hơn. Ra lấy đi. Bây giờ thế này nhá, không cần phải xem nó xem từ cái này. Thầy xem cho bạn ấy thôi. Còn việc của mẹ ấy, là thầy sẽ gọi hồn cái vòng lên nói chuyện với thầy. Xem họ là ai, họ đang mắc cái gì, giải cho họ hết thôi. Gọi hồn gì cũng gọi hồn. Thầy làm cho. Thầy làm cho con. Thầy lại thầy gọi họ lên nói chuyện. Vâng, thầy gọi. Thì họ biết, người ta biết cái người đấy, người ta cần cái gì thì sẽ giúp họ, rồi siêu thoát cho họ thì họ không ám vào mình nữa, thế này hết. Vâng, thế họ. Đúng không? Vâng, thầy. Thế còn chả liên quan đến lá số tử vi của con, cái con bạn Trần Minh Hiếu này. Này, đọc chú Đại Bi này, Tình Nha Di Đà, đọc cả hai quyền. Mỗi ngày 21 lần chú Đại Bi. Thầy xem qua cho người nào? Thầy xem cho tối con. Thầy xem cho con cái lá tử vi, xem qua cho con cái. Ok, thầy nhá, nhớ chưa? Vâng. Việc thầy xem tử vi của bạn con gái của mình, à bạn này là bạn con trai này không liên quan gì đến đến cái việc mình mang theo cả. Vâng. Vì nếu mà gia đình mình ý, có ông bà cha mẹ mà mình ý mà mất, sau khi mất mà mình buồn thảm ấy thì có nghĩa là họ chưa siêu thoát được. Vâng. Đây chẳng ai mất cả. Vâng. Hiểu không? Thì đấy không phải là do gia tiên. Vâng. Đấy, có rất nhiều nguyên nhân do những vong linh người ta theo mình làm cho mình buồn. Vâng. Ví dụ như là con của mình không siêu thoát được chẳng hạn. Vâng. Thì nó cũng làm cho mình buồn rồi hay khóc. Vâng. Hoặc là mình đi đâu đấy, vâng, mình gặp một cái vong linh người ta hợp với mình, người ta theo mình luôn, người ta không siêu được, người ta mượn xác mình cũng là bị. Vâng. Hoặc là trong đất nhà mình ở ấy, vâng, người ta có một vong hồn. Vâng. Mà đến cái thời kỳ này người ta mới được phép lên trần gian mượn ghế người trần để người ta, vâng, đi siêu thoát ấy. Vâng. Người ta ám vào mình cũng, vâng, cũng có thể là nguyên nhân đấy. Vâng. Vâng. Có rất nhiều nguyên nhân. Vâng. Thầy giúp con. À, vâng. Thì khi mà thầy nói chuyện trực tiếp với họ, thầy sẽ biết họ là ai. Vâng, 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 con cảm ơn thầy. Vâng, vâng, con cảm ơn thầy. Còn cô, bà, còn bạn trai này thì rất là thông minh. Vâng. Thì bạn này có 2 sao thiên cơ và thiên lương ký địa. Vâng. Đây là mệnh tốt. Vâng. Nhưng mà bạn này sẽ, xe này sau này sẽ giống mình này. Vâng. Giống mình là dễ hay khóc. Đấy, rồi đang vui tự nhiên buồn. Vâng. Thì bạn này có 2 cái sao hỏa linh đồng cung. Những người bị hở luân xa thì bao giờ cũng sẽ bị như thế, bị những linh hồn khác tác động vô cùng dễ. Yeah. Thì đó là cái gen giống mình. Yeah. Bạn này thì sau này thích kiếm tiền, thích kiếm nhiều tiền. Vâng. Về công thức rất thông minh. Vâng. Và đường quan lộc của bạn ấy tốt. Vâng. Làm nghề gì ạ? Bạn này sau này làm quan chức nhà nước thì tốt nhất. Thì bạn cũng vương ấn tại mệnh. Mẹ có thể cho bạn ấy học những ngành liên quan đến y sĩ, bác sĩ. Vâng. Đấy, là dễ thành công nhất. Vâng. Thông minh lắm. Vâng. Học trường gì? Bây giờ cháu nó cấp 2. Cấp 2. Vâng. Trường gì ở Đông Anh?
trường Bắc Hồng, là trường xã Bắc Hồng. Trường quay lớp học. Lớp học có đất võ không? Học. Giám đốc sở, à sở giáo dục bố đâu, giám đốc phòng đốc thì bao người đồng anh? Còn tìm mãi mới tới nhà thầy đấy. Sao khó tìm thế? Còn đặt đâu không? Địa chỉ nhầm. Cái đứa em, à con nhờ con này nó tìm địa chỉ ở trên mạng đấy, nhưng nó ghi nhưng mà xong cuối cùng lại là nhầm. Không phải thầy, mình lại gọi. Lần sau đừng gọi mà nhắn tin. Đấy rồi, cô đừng chồng, đừng là đừng vợ của bạn này, sau này cũng hay vợ chồng hay khắc khẩu lắm. Rồi bạn này hai vợ cũng không phải một đâu. Thế thì sao mà nó cũng giống con đấy thì cũng phải làm như thế nào? Tại vì trong lá số này thì thấy nhất rồi. Tức là mình bị cái phong ở trong đất nhà mình ấy, cái âm binh ở trong đất nhà mình ấy, nó âm binh nhầm tự nhiên thì đất nhà mình có âm binh các cụ không vào được, nó cứ đánh phá. Nó phá ra cụ không vào được, cụ đói có hay khóc. Lúc khóc thì lúc thì khóc, lúc tức. Lúc thì nóng tính đúng không? Và người tự dưng là cứ bừng lên và nghe lắm lúc nó cứ như bắt. Bởi vì cô này vừa bị âm binh ở trong đất, nó tác động vừa bị ra tiên tác động. Cái khóc đấy là do ra tiên. Còn cái mà tức giận ấy, đập phá được kiểu nóng giận ấy, nóng đấy là do âm binh. Đúng có hai chưa hai thầy. Hai trăm thì lúc chạy thầy là thì phải giải âm binh ở trong đất ra. Vâng, thầy giúp con. Con cảm ơn thầy. Bà mỗi nhà cứ có công có việc gì là khóc, là đúng khóc không? Cả... vì các cụ cũng vào nhà ăn mà, nó ăn hết rồi. Để mình ở đất ra cho nhà mình nhá. Ăn đăng ký qua lễ đây. Vâng, chiều nay hay là bao giờ được? Có thể chiều nay. Vâng, thầy giúp con nhé. Cứ khóc mà, cứ thắp hương mà bắt đầu khóc thầy ạ. Thì mình không được ăn mà, tuổi nó đánh. Cứ thắp hương mà khóc mà, cứ ai hỏi là tủi thân lại khóc. Vâng, thì con đi. Bởi vì do nhà mình có âm binh, các cụ không vào được nhà, không ăn uống được. Nên là mỗi lúc cúng là không được ăn nên tự nhập vào mình khóc. Thế đuổi. Còn cứ đi hết viện thảo viện kia rồi mà trái. Đúng rồi, mà ở trong đất của mình thì nó thỉnh thoảng nó làm cho mình cứ ả vật ra thôi. Thế là cứ khóc mà không đi được, cứ ngồi một chỗ trên giường. Cứ nằm một chỗ ngồi suốt ngày, cứ năm nọ ra năm kia. Cứ ngồi trên giường không đi được. Ok, trả xong bụng đấy là hết nhá. Vâng, thế con cảm ơn thầy nhá, thầy giúp con nhá.